Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong nắm nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên của nghị quyết, Trung ương nêu rõ triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt. Thời gian qua, các cấp trực thuộc Thành ủy Hà Nội đang khẩn trương tổ chức thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt. Đây là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng góp phần xây dựng đảng vững mạnh từ gốc, đáp ứng mục tiêu mạnh từng cán bộ, đảng viên và mạnh từng chi bộ, tổ chức cơ sở đảng. Đây là cuộc họp định kỳ của chi bộ thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Trong cuộc họp này, các đảng viên đã đưa ra đề xuất về việc thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới. Trong đó có vấn đề vệ sinh, đường làng, ngõ xóm, tăng văn minh và kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Chi bộ là tổ chức là sinh hoạt thường xuyên mà các cái nội dung là rất là phong phú và về thông báo, nghị quyết, họp đảng ủy rồi là các nội dung sinh hoạt cộng đồng là đều triển khai ở chi bộ, được tất cả mọi đảng viên là rất là phấn khởi tiếp nhận và thực hiện cái nghị quyết của chi bộ. Thôn Hoành, nơi đã từng trở thành điểm nóng về an ninh trật tự cách đây vài năm, giờ đây đã khác xưa. Nếu trước kia thôn Hoành là một chi bộ, thì giờ đây đã chia thành 4 thôn, tương đương với 4 chi bộ. Là người đứng đầu chi bộ thôn Hoành, vào thời điểm tình hình chính trị an ninh bất ổn năm 2017, ông Lưỡng cho biết, việc tách thôn Hoành thành 4 thôn và thành lập 4 chi bộ mới là một trong những giải pháp kiện toàn và củng cố tổ chức cơ sở đảng tại đây. Từ đó, công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, củng cố lòng tin, xây dựng mối đoàn kết giữa đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi phát huy dân chủ ở cái mức độ là tối đa. Tất cả những cái nhiệm vụ thì chúng tôi đều triển khai từ chi ủy đưa ra chi bộ và có những nội dung là chúng tôi sẽ mở rộng đến trưởng các chi hội đoàn thể. Vì có nhiệm vụ trong thôn liên quan đến các đồng chí đấy để cùng được dự với chi bộ và tất cả phải có ý kiến bàn bạc, thống nhất, thống suốt thì thể hiện để lấy là cái đoàn kết của trong nội bộ chi bộ và đoàn kết giữa chi bộ đảng với tất cả các đoàn thể nhân dân. Xã Đồng Tâm là một trong 75 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy Mỹ Đức, xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt làm cơ sở cho cấp ủy các cấp xây dựng thí điểm mô hình đảng bộ cơ sở 4 tốt, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy xã Đồng Tâm cũng tập trung để bám sát xây dựng các cái đề án để củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân để nắm bắt tình hình nhân dân, phân công cho các đồng chí đảng viên, các chi bộ nắm bắt từng sự việc có những cái nội dung gì nó liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của xã thì kịp thời thông tin cho cấp ủy chi bộ cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương. Xây dựng chi bộ 4 tốt gắn liền với đảng viên tốt đang dần trở thành phong trào mạnh mẽ ở các chi bộ trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Tại chi bộ thôn Đốc Tín, việc thực hiện mô hình này góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác sinh hoạt chi bộ, như tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ tăng, đóng góp nhiều ý kiến hơn, nghị quyết ban hành gắn với thực tiễn hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo tiêu chí tỷ lệ đảng viên giữ sinh hoạt định kỳ 85% trở lên là một thách thức không nhỏ, nhất là đối với chi bộ có trên 100 đảng viên như chi bộ này. Cái nếu như những cái đảng viên mà cứ 2 tháng mà không sinh hoạt thì cái đấy phải đưa ra xử lý, tức là do kiểm điểm, nếu như mà kéo dài thì phải đưa ra khỏi đảng. Từ cái ngày mà có các cái nội dung của cái chi bộ vốn tốt ấy, thì ý thức của đảng viên là được nâng cao và tất cả các đảng viên trong chi bộ đều có trách nhiệm tham gia theo đầy đủ và hoàn thành các cái nhiệm vụ mà chi bộ giao. Thực tế cho thấy việc triển khai mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt đã tạo động lực mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra hoạt động của chi bộ, đảng viên được tổ chức thường xuyên, qua đó
kịp thời nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế, yếu kém. Không khí các buổi sinh hoạt chi bộ sôi nổi, chất lượng, đảng viên tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến. Tinh thần, cái trách nhiệm của người đảng viên cũng được nâng lên, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, quán triệt các cái nhiệm vụ của đảng bộ, của chi bộ đối với gia đình, đối với con em. Như vậy thì chúng tôi cũng thấy rằng cái chất lượng, cái hiệu quả, cái đoàn kết kỷ luật cũng thấy tốt hẳn. Trong chi bộ, cái gì cái cũng phải đặt đoàn kết kỷ luật lên hàng đầu. Thế nhưng mà với chi bộ phải nói, người ta về dự, phát biểu hết sức chân thành, xây dựng. Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về vai trò, tác dụng của mô hình chi bộ bốn tốt trong việc xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Do vậy, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ hệ thống văn bản đến cơ sở và trong toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ và hệ thống chính trị huyện, đồng thời mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở để nâng cao nhận thức, năng lực và trang bị kiến thức kỹ năng trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai đồng bộ từ huyện đến chi bộ nên đã đem đến khí thế mới trong nhận thức của cán bộ đảng viên về công tác xây dựng đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần làm nên sức mạnh của tổ chức đảng từ cơ sở. Bước đầu đã đưa việc thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ, đảng bộ trong sinh hoạt và tu dưỡng rèn luyện. Nếu mà thực hiện tốt cái 4 cái chỉ tiêu của chi bộ 4 tốt thì mà góp phần rất lớn trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là đảng viên phải gương mẫu hơn, phải trách nhiệm hơn, phải cống hiến hơn, phải quyết liệt hơn. Đó cũng góp phần cho cái tự soi tự sửa của mỗi đảng viên trong quá trình được thực hiện nhiệm vụ và phân công tại chi bộ. Không chỉ tại Mỹ Đức mà việc triển khai chi bộ 4 tốt đã trở thành không khí thi đua tại các đảng bộ trực thuộc thủ đô. Tại đảng bộ quận Đống Đa, đây từng là nơi tập trung rác thải sinh hoạt tự phát suốt hàng chục năm vì giáp danh giữa hai khu dân cư số 1 và số 2 thuộc phường Cát Linh, quận Đống Đa. Tuy nhiên, sau khi mô hình chi bộ 4 tốt được Thành ủy Hà Nội triển khai, vấn đề này đã được giải quyết. Rác đã được bỏ đúng giờ, đúng nơi, thậm chí người dân còn sẵn sàng đi đổ rác hộ nhau. Chi bộ tổ dân phố số 1 cũng đã cụ thể hóa mô hình chi bộ 4 tốt bằng những nghị quyết sát thực tiễn, điển hình như phong trào hai xây, bốn chống, bảo đảm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Muốn chi bộ tốt thì phải có đảng viên tốt rồi, cái dứt điểm thì không thể nào khác được. Thế nên nói về nghiêm túc là đảng viên thì phải gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc. Khi mà chúng tôi triển khai xây dựng chi bộ 4 tốt ở khu dân cư, thì khu phố của chúng tôi, thứ nhất là không có tệ nạn xã hội. Thứ hai là không xảy ra cháy nổ, không có ai vi phạm pháp luật, không có mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, mọi thứ được các đồng chí đều được các đồng chí đảng viên ở các số nhà là làm tốt công tác vận động quần chúng, ngăn chặn giải quyết ngay từ gốc rễ, không để cái điều kiện nó phát sinh. Theo Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa, tỷ lệ đảng viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ khó, đăng ký thực hiện tiêu chí đảng viên 4 tốt của quận đạt khoảng 92% số lượng đảng viên đang sinh hoạt. Với kinh nghiệm sáng tạo, đi trước triển khai thực hiện mô hình, Quận ủy Đống Đa đã ban hành kế hoạch mới theo hướng dẫn số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó xác định mục tiêu triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo thực chất, ngày càng nền nếp. Để thực hiện được đạt được cái chỉ tiêu 4 tốt thì các chi bộ đã phải xây dựng lại, cụ thể hóa hơn những cái tiêu chí. Đây cũng là một cái việc đánh giá, nhận xét, bình xét các tiêu chí nó rất là rõ ràng và thực chất. Còn nó cùng đồng hành với cái việc là đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm thì nó sẽ thực chất hơn và hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, đến nay, nhìn chung việc triển khai thực hiện mô hình còn khá chậm tại nhiều đơn vị. Tâm lý e ngại, né tránh còn tồn tại trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên, lo sợ tiêu chí, tiêu chuẩn quá cao, quy trình đánh giá, xếp loại vất vả. Số lượng cấp ủy đã tổ chức thực hiện còn ít. Việc triển khai thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt là nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện những mô hình này, trong đó lưu ý. Đây còn là giải pháp cần thiết để củng cố các tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, yếu kém
và chủ động xây dựng đảng vững mạnh từ gốc. Đó là từ mỗi chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở những quy định của thành ủy và điều kiện cụ thể của từng địa phương, thì các địa phương hiện nay đang triển khai tập trung tích cực và bước đầu cũng bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Làm sao đó là chúng ta từ chi bộ phải củng cố tốt hơn, từng đảng bộ phải tốt hơn, thì toàn đảng bộ chúng ta cũng sẽ có một cái hệ thống chính trị, một cái tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và đáp ứng được yêu cầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cho hiện nay. Thực tế cho thấy, mô hình chi bộ 4 tốt đã từng bước tạo động lực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chất lượng đảng viên, góp phần củng cố các tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, yếu kém, xây dựng đảng mạnh từ gốc. Tuy nhiên, để thực sự trở thành chi bộ 4 tốt, đòi hỏi quyết tâm cao, sự nghiên cứu và vận dụng hiệu quả của cấp ủy tổ chức đảng và từng chi bộ.